Xin chào các bác yêu audio trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay Phương ngồi uống trà và đọc sách về loa. Và nhân thể giới thiệu một sản phẩm mới và đã có tồn tại từ rất lâu trên số 7 Vũ Ngọc Phan. Đó là đôi loa Antech A7 Mini. Đây là một cái quyển sách mà Phương rất mê đọc này. Sách nói về loa kẹt của người Nhật. Đây là các quý vị xem nhá. Đó, trong cái trang này ấy, thì có giới thiệu về những cái dòng loa thuộc cái lĩnh vực nhà hát. Đấy. Đây, Phương tiếng Anh này, đọc trọ trẻ lắm này, voice of the sister gì đấy này, gọi là âm thanh của nhà hát. Đấy. Bên cạnh âm thanh của nhà hát ấy, thì cái trang này nó có giới thiệu về là những cái đôi loa thuộc dòng monitor. Dòng loa monitor thì là dùng chủ yếu cho phòng thu ấy. Và monitor nghe thì là cũng những cái củ như thế này, nhưng mà được đặt trong cái thùng như Antech 19 và nó thiết kế một cái bộ phận tần để chủ yếu là do các thiết bị để thu âm thì nghe tiếng nó khô. Nghe nhạc sung sướng nhất vẫn là phải những cái kèn nó thùng hòn này nhé. Cái đôi loa Antech Ansonh A7 Mini này thì Phương Phạm thu gọn lại từ cái đôi loa A5 hoặc là thùng A7. A7 và A5 thì đều có một cái kết cấu thùng giống nhau. Được chuẩn hóa từ sau năm 1973. Theo quyển sách nói thì là các cái thùng của A5 và A7 đều có chiều cao 1m07cm. Độ sâu là 61cm và bề ngang là 76cm. Còn trước những năm 73 thì là thùng loa nó tiêu chuẩn làm hai. Cái thùng cho cái loa A5 như đằng sau Phương này này. Thùng loa bề sâu nó dày là 70cm. Còn vẫn cao 1m07 và bề ngang 76. Nhưng mà sau năm 1973 thì là như theo trong cái tài liệu sách này nó nói thì là nó chuẩn hóa lại là chỉ có sâu là 61cm thôi. Đấy. Thế thì là quá trình khi mà làm ra những cái sản phẩm phân tần phân tần như thế này. Đấy, sản phẩm phân tần của Phương Phạm. Đấy. Thế thì Phương mới thấy là ở thành phố là nhà nó chật, các cái phòng, các khu tập thể hay các cái khu chung cư ấy, là phòng các cụ dùng loa là bao giờ nó cũng chật. Thành ra thích chơi loa kèn lắm nhưng mà những cái thùng nó to, cao 1m07 và rộng 76, sâu 61 là bầy nó hơi bị lích kích về chỗ. Thế thì Phương thu nhỏ lại. Đương nhiên là thu nhỏ này cả một quá trình nhá. Tức là phải cái tỷ lệ vẫn phải giữ làm sao được cái tỷ lệ cho nó phải form dáng là đẹp này. Đấy. Rồi sau đó thì là cải tiến rất nhiều lần thì là mới tạo ra cái mẫu thùng như hôm nay. Và âm thanh thì nghe so với cái thùng zin ấy, kích thước zin thì nó có màu âm nó rất là yêu mến, là cái tiếng trầm ở những cái thùng này ấy, vì kích thước nhỏ hơn và như cái thùng này Phương chỉ thiết kế là cái chiều sâu của nó là 45cm ấy. Thành ra là tiếng bát nó ra rất là nhanh, chính xác và nhanh. Và những cái củ loa mà Phương lắp trong đây nhá, bát 40 nhưng mà Phương sử dụng là nhện phíp. Tất cả các củ loa nhện phíp của Phương thì Phương đều ký cái chữ là cát tầm và ngày tháng năm để lắp trên cái đôi loa này. Cho nên là nếu như anh em yêu audio, yêu những đôi loa kèn và yêu nhện phíp thì yên tâm là ở Việt Nam này chỉ có duy nhất những cái sản phẩm loa kèn của Phương Phạm, của nhà Phương Phạm thì có thiết kế nhện phíp nhé. Nếu như ai từng đến đây nghe thì biết là cái nhện phíp cái tiếng hay thượng cỡ nào. Có thể nói đến giờ phút này thì là bản thân Phương không thể nghe được cái loa mà nhện vải nữa, bởi vì là giữa nhện vải và nhện phíp ấy là nó về cái giá tiền nó cách nhau quá là xa. Nếu như là quý vị mà lên eBay hoặc là anh em buôn loa hoặc là từng chơi audio thì biết là gốc của những cái đôi loa Antech ấy là nó đều nhện phíp cả. Những cái đôi mà ở đầu sách như thế này này đều nhận phíp cả, nhưng ra tay là thành quá đắt. Ví dụ cái đôi loa mà 604 đời IPC chữ đỏ này là quý vị lên eBay nó giá là một đôi loa này nó để gần sấp xỉ 350 triệu đồng một cái đôi củ như không. Nhận phíp thì biết là nhận phíp nó hay cỡ nào.
Nhưng sau này thì là những cái phiên bản sau á thì hãng nó không làm nhận phíp. Bởi vì là quá trình khi làm nhận phíp thì Phương mới thấy là để lắp nhận phíp rất là khó. Đấy. Có thể nói đến giờ phút này nhá, ở Việt Nam chỉ có Phương Phạm là có những cái sản phẩm nhận phíp này luôn. Anh em nếu mà làm thợ loa thì biết đấy, để mà tháo gỡ ra một đôi loa mà thiết kế một cái nhện phíp đúng chuẩn của nó không phải đơn giản đâu. Nếu như anh em mà có tay nghề, khéo tay và chưa nhiều kinh nghiệm thì mới thấy là phải hỏng ít nhất là 20 cặp loa thì mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng của nó mới đạt được yêu cầu. Cho nên là để hôm nay là có được cái đôi loa Antec A7 Mini đang hiện diện ở đây với thiết kế nhện phíp này không phải đơn giản đâu nhé. Và kể cả những cái loa đường kính lớn phía sau, quý vị thấy là đôi loa Electrovoice đường kính 380 là Phương cũng thay nhện phíp hết, nghe sướng lắm. Nhện phíp thì nó có cái hay là cái loa quá trình khi mà dao động ấy, nó luôn luôn là cho cái màng loa đặt ở giữa vị trí thăng bằng cái này, nó cứ dao động như này mà luôn luôn là nó làm thăng bằng này. Và hai, nó tránh cái tình trạng lắc ngang. Khi mà lắc ngang thì là cái tiếng trầm nó không được tròn. Đấy. Và nhện phíp thì cái độ nhạy loa tăng lên. Cho nên thay vì đánh một cái âm đi cần tới 20W thì cần một âm đi khoảng 6-7W là đã kéo tốt rồi. Và đôi loa Antec A7 Mini này nhá, chỉ cần 2W thôi đã phê lỏi rồi. Mà giá thành lại ok nữa. Có một điều là quý anh em thấy ở trên những đôi loa Antec này, A2 này, A4, A5 thì đều sử dụng cái kèn khoảng 18 lỗ. Thì riêng cái đôi A7 Mini này Phương đi kèm nhá, cái kèn là 8 lỗ mà 8 lỗ đặc. Đấy, quý vị thấy này, 8 lỗ đặc. Có nghĩa là hiếm đấy. Kèn này chỉ Phương có thôi. Và đây là kèn Kansai của người Nhật họ làm. Thì Phương vừa rồi là có mua được ít về, và những cái kèn này không bán lẻ. Có rất nhiều anh em vừa rồi có gọi điện là hỏi Phương mua cái kèn này thì Phương nói luôn là Phương không bán lẻ, Phương chỉ đi kèm theo một cái cặp loa A7 Mini thế này thôi. Và giá thành chọn một bộ loa A7 Mini như thế này nó chỉ dưới 100 triệu. Phương đã đưa cái mức giá như thế này ở trên YouTube, có nghĩa là nó là cái mức giá thi đấu. Và quý anh em cũng không nên tự làm phân tần hoặc là tự mua củ loa về để lắp. Có rất nhiều người là yêu cầu đưa loa mọi cái đều zin, đi sưu tầm cái thùng loa zin, nhưng mà nó không đúng cái thiết kế như thế này. Ví dụ nhà chẳng hạn như cái thùng loa này và thùng loa Antec thiết kế theo cái mẫu Antec 19 ấy, thì cái chất lượng về âm thanh nghe nó vênh nhau nhiều lắm. Cái Antec 19 thì là vì là thiết kế để nghe monitor ấy, cho nên cái giải trầm nó không xuống sâu đâu. Mà nữa là cái phân tần của nó sử dụng quá nhiều các cái điện trở để cắt tần cho loa, thành ra là nó chính xác về cái mặt để nghe trong phòng thu, nhưng mà nghe để cái độ cảm xúc, cái độ phê khò khè mà nó không như là những cái thiết kế này đâu nhé. Cho nên là để đã nghe nhạc là phải thiết kế thùng hon. Cái thùng hon này ấy, nó có cái hay là tất cả các cái loa như mà Phương đã thử rồi, loa tai noi, quý vị đã chơi loa tai noi rồi thì cùng một đôi loa tai noi nhưng mà Phương tháo cái củ loa này, lắp trong cái thùng hon này thì nghe thích hơn, trầm xuống sâu hơn mà nó chính xác, nó không bị méo, nó không bị ù ù hay là nó cứ lùng bà lùng bùng. Trong khi với những cái thùng mà hình cứ vuông vuông như bên này là monitor này, những cái thùng vuông vuông như Antec 19 hay cái thứ này là nghe nó cứ lùng bùng cái tiếng bass một tí. Cho nên là nó rất khó thiết kế trong những cái phòng nghe mà nó đơn giản. Ví dụ là phòng có ít tiêu tán âm. Đấy. Nhưng mà những cái thiết kế thùng hon này cực kỳ là không kén cái phòng nghe đâu nhé. Kể cả không cần phải giải thảm hay là tường không cần phải bọc gỗ hay là gì đồ quá nhiều, nghe nó cũng đã thích rồi. Thì đấy là cái đặc điểm của cái đôi loa Antec A7 Mini. Hôm nay cũng nhân đây là cảm ơn một anh bạn, anh bạn là bác sĩ ở Lào Cai nhé. Vừa rồi là có bác sĩ Hiếu có mua biếu Phương ít trà Tà Xùa. Trà Tà Xùa là một trong những cái món trà mà Phương thích uống nhất. Từ xưa đến nay Phương chỉ uống trà Tà Xùa thôi. Vì
chỗ mua ấy, giá nó vừa tốt, và trà Tà Xùa thì là cái thứ trà mà có tuổi già nhất ở Việt Nam. Cho nên là bác sĩ Hiếu ở Lào Cai, quê hương của Tà Xùa, đã biếu Phương, và cũng qua clip này Phương gửi cái lời cảm ơn. Vừa rồi là bác sĩ Hiếu ở Lào Cai xuống có mua Phương Phạm một bộ loa Antech A7 và kèm âm ly KT120 đảo pha bằng biến áp, và cả một cái đầu CD bóng đèn 14 triệu thôi, một cái đầu CD 14 triệu mà chạy bóng đèn do Phương Phạm thiết kế nhé. Thế thì là tiền không nhiều nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là hay đấy. Cứ chơi đi, còn mọi cái vấn đề sau này là bảo hành hay là chăm sóc là Phương sẽ chăm sóc và làm những cái gì mà những anh em đã bỏ cái công sức ra để chơi audio là được hài lòng. Thế thì cá nhân Phương thì ngoài lúc rảnh rỗi chơi guitar thì là thời gian còn lại là chơi audio. Mà Phương chơi rất nhiều thứ rồi, ví dụ là chơi máy ảnh này, chơi đàn guitar này, chơi audio, chơi những cái tranh. Thì Phương thấy là audio là cái thứ là phê nhất và nó bền nhất đấy. Rất tiếc là đúng là có nhiều bác có điều kiện về tài chính ấy, nhưng mà lại không mê audio. Buồn cười lắm, có nhiều bác đi xe rất xịn nhưng mà không mê audio, đến đây nói không nói chuyện này, nó cứ thế nào ấy. Bởi vì là đúng là cái tuổi thanh xuân ấy, dành tuổi thanh xuân của mình để chơi audio cũng thích, rồi ba ngày là mình bước sang cái bên kia một chút thì mình chơi audio cũng thích lắm. Năm nay Phương cũng gần 50 tuổi rồi thì chắc chắn là cái tuổi này mới là cái tuổi mê audio nhất ấy. Mình có nhiều cái trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm về loa, rồi là mình cũng những cái tháng ngày mà xã hội cách ly về Covid ấy, ở nhà thì là Phương làm loa này, Phương thưởng thức những cái củ loa của mình thiết kế ra, rồi những cái bộ phân tần, rồi những cái âm ly mình thiết kế mình làm ra, nghe nó thích lắm. Và qua đây thì Phương cũng cảm ơn những quý anh em vừa rồi đã ủng hộ những cái sản phẩm về âm ly của Phương này, về loa đó. Có thể nói là những cái tháng năm Covid là những cái tháng năm mà đối với Phương Phạm thì lại làm rất nhiều thứ ở nhà vì không đi ra ngoài đấy, và cũng có cái trải nghiệm hơn về audio. Và Phương cũng sản xuất cả những cái cuốn băng nhá, băng cối. Các cái cuốn băng cối này thì là Phương chơi guitar, Phương không giao trên kia đâu. Đây là những cuốn băng cối mà Phương chơi guitar và thu âm, ví dụ như ca sĩ Tuấn Anh này đấy, và Minh Chuyên này đó. Những cuốn băng hai trách như thế này chất lượng cao lắm ấy, xương nhôm, để thu âm trên những cái thiết bị chuyên nghiệp đấy, được căn chỉnh chuẩn rồi. Đây thì đây là những cái mà Phương cũng muốn mang ra để quảng cáo một tí. Đấy, bên cạnh những đàn thì Phương vẫn quảng cáo thêm một tí với những sản phẩm như thế này. Và mọi người biết đến loa kèn, đã từng nghe loa kèn thì hãy biết đến những đôi loa kèn và những cái bộ phân tần của Phương Phạm nhé. Đây là những cái mạch phân tần ở Phương có rất nhiều kinh nghiệm để làm nó. Nói luôn là vừa rồi là Phương cũng xin lỗi là một số anh em ở bên nước ngoài, bên Mỹ có nhắn Zalo ấy, chắc là cũng xem clip này là bảo là có gửi được cái bộ phân tần này sang Mỹ không, thì là từ trước đến nay Phương bán cũng khoảng được vài chục bộ sang thị trường Nhật, thị trường Mỹ, nhưng mà Phương cũng chưa gửi trực tiếp bao giờ cả, mà hoàn toàn là do cái người nhà của những quý anh em ở bên nước ngoài là đến lấy, thì bằng cách nào đó thì họ chuyển sang bên kia. Chứ Phương bây giờ mà gửi sang là Phương cũng không có nhiều thời gian, mà cái nữa là Phương không thông thạo lắm đấy. Ví dụ chẳng hạn như là những quý anh em ở bên Nhật, người Việt Nam bên Nhật chơi audio thì có mua phân tần thì cũng bằng cái con đường là người nhà chuyển sang đấy, thì như thế. Còn nếu ai mà có cái cách gửi như thế nào nó tiện hơn thì có thể comment và mách cho Phương ấy, bởi vì là quá bận rồi. Phương chơi guitar, chơi đàn, ghi âm, rồi làm cả phân tần ngày đêm. Và nữa là anh em gọi điện vào cái buổi sáng thì Phương tắt máy nhá.
Ban đêm Phương mở máy, kể cả 1 giờ đêm gọi điện là Phương vẫn mở máy và nghe để có thể đàm đạo về audio, về các lĩnh vực về loa, về âm ly. Nhưng mà chính vì đêm thức thì ngày ngủ tí, cho nên là cứ sau 12 giờ thì Phương bật điện thoại. Thì quý anh em cũng lưu ý là sau thời gian mà Phương bật điện thoại thì liên hệ để về audio thì là sẽ luôn luôn gặp được Phương. Và buổi tối thì lúc nào gọi Phương cũng ok hết à. Đó. Thì còn cái thời gian vừa rồi thì để sửa chữa loa AR3, AR2, AR4 thì Phương cũng dành vào mấy cái ngày chính là ngày Chủ nhật và ngày thứ hai, thứ năm. Bởi vì là sửa những đôi loa AR3, AR2, AR4 thì Phương phải cộng tác thêm một cậu nữa. Thì cậu ấy chỉ dành vào những ngày đấy thôi. Bởi vì tháo những cái đôi loa đấy ra thì nó rất là phức tạp. Ở chỗ là cái bông thủy tinh nó độc hại, nó bay thì là vào cái thời điểm này là nóng, mùa hè nóng quá thì là chỉ dành vào ngày đấy thôi. Còn những ngày khác là cậu ta phải ở nhà chăm mẹ đang ốm. Thành ra là nếu mà quý anh em sửa loa thì thứ hai, thứ năm và chủ nhật thì là Phương nhận sửa. Đó. Cả bây giờ thì là đôi loa Antec A7mini Phương giới thiệu đây, và bây giờ Phương sẽ quay rõ hơn một chút về cái thiết kế của nó nữa nhé. Và Phương sẽ mở ra để cho mọi người xem cái ruột gan đó nhé. Đây, Phương xoay cái thùng loa nghiêng cho quý vị xem nhé. Kèn đặc nó phê cỡ nào nhé. Kèn đặc ấy, tất cả nó đúc hết này. Và đây là cái củ kèn 802 từ 8G. Đấy. Vừa biểu diễn vừa tháo loa, dán. Đấy. Tháo cái dây loa dán. Đấy, mặt sau của loa nhé, Phương đã lót rất là chuẩn. Đây là bộ phân tần này, được lắp đây. Và đây quý vị nhìn thấy loa nhá, mặt sau của loa đây. Đôi loa rất mới. Đấy. Điều đặc biệt là Phương đã độ nhện phíp. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Bây giờ Phương sẽ tháo cái loa này ra nhá, để quý vị xem. Đấy, Phương đã ký tên đây này. Đấy. Chữ Phương và Custom đây. Bây giờ quý vị nhìn rõ hơn nhé về thiết kế mặt sau và mặt trước của đôi loa Antec A7mini. Rất đẹp, đằng sau cũng đẹp và đằng trước cũng đẹp. Đó, cái kèn phía sau và cái kèn phía trước quý vị hình dung nhé. Phương sẽ zoom kỹ hơn một chút này. Đó, đôi loa kèn cũng gấu đấy. Đằng lắp của là 802 từ 8G vô cùng mới nhé. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Và đây là cái họng kèn đặc này, Kansai đặc. Một đôi kèn Kansai như thế này nếu mà là của Antec Mỹ thì nó cũng tiền trăm triệu đấy, không phải là ít đâu. Trong khi đó cái kèn Kansai của Nhật này ấy, tốt ngang ngửa và đẹp cũng hơn đó, thậm chí tốt hơn đấy. Phương đã nghe thử rồi thì mới thấy là cả đôi loa cả kèn dưới 100 triệu thì quý vị thấy là cái giá mà Phương đưa ra hợp lý cỡ nào. Bởi vì đã công bố trên YouTube thì đương nhiên giá cũng phải có tính chất cạnh tranh. Đấy. Đằng sau những đôi A5, những kèn A5 rất là khủng khiếp đấy. Những đôi A5 thế này giá cũng hợp lý lắm. Anh em cứ nhấc điện thoại lên alo cho Phương vào các buổi chiều và buổi tối là Phương sẽ giá nhời về loa. Bây giờ Phương sẽ dẫn mọi người lên trên tầng để nghiên cứu kỹ hơn về cái nhện phíp của Phương nhá. Trên đây là một trong những cái kho loa mà mọi người đã theo dõi trên các clip. Phương rất yêu cái kho loa của mình. Và trong cái kho loa này thì có chứa rất nhiều những cái linh kiện, phụ kiện cho đôi loa Antec A7mini hoặc Antec A5. Ví dụ như là khi mà lên những cái đôi loa đẳng cấp như Antec A5 ấy, thì là sẽ có những cái củ này. Củ loa nó
có thể là 288 này, có thể là GB này, thậm chí là chơi hẳn Wattech cho nó gấu nè. Còn những đôi loa như thế này ấy, thì đều Phương đã lắp những cái nhện phíp rồi. Tất cả những cái đôi loa Antech của Phương đều sử dụng nhện phíp, kể cả những cái đôi loa clang phim Phương đều đưa nhện phíp. Thì đây là cái nhện, đây là mẫu nhện của clang phim này, đây là mẫu nhện của Antech nhá. Ngày xưa là người ta thời xa xưa thì Antech nó thích làm những cái mẫu nhện mà có cái hình thù như thế này. Sau đó thì mẫu nhện này là cái mẫu nhện Phương thích nhất này. Mẫu nhện này là từ thiết kế của Vitavox, mà cái nghệ nhân Rulit của Đức ấy, khi mà thiết kế mẫu nhện thì ông luôn luôn sử dụng cái mẫu này. Cái mẫu này vì là nó xoắn như cái hình lò xo ấy, quá trình khi mà nó nhún thì cái tiếng trầm cực kỳ hay và bền. Đấy. Có thể là một đôi loa sử dụng mẫu nhện này chơi 5-70 năm không hỏng đâu. Đấy. Cái mẫu nhện này thì cái tiếng trung sẽ hay hơn này. Đó. Đây cái mẫu nhện của clang phim, nó thiên về tiếng trung hơn. Thì cái mẫu nhện này là Phương được ứng dụng nhiều nhất trong các đôi loa Antech của mình. Thì quý vị yên tâm là những cái sản phẩm mà Phương Phạm đã đưa ra thị trường thì vô cùng hay. Thì mọi người ấy, khi mà đã chơi loa rồi thì cũng lên theo cái phương pháp của người Nhật họ đã đưa ra, đó là chơi Kansai, nghĩa là phải tham gia vào để làm cho cái đôi loa nó thật là hay hơn. Những đôi loa Antech như thế này ấy, nó hàng mấy chục tuổi rồi. Ví dụ đôi loa Ken này này, từ 554 đến giờ đấy, và nó được trong tình trạng bảo quản mới như thế này thì không sao. Nhưng mà những cái đôi loa như thế này từ năm tháng đó thì là cái nhện nó đã bị lão hóa rồi. Nhện gân thì mình phải tham gia vào để phục hồi và độ lại. Bây giờ phương pháp mà độ nó đã được tân tiến với sự hỗ trợ của các cái máy CNC đó thì tốt hơn. Bây giờ Phương sẽ quay cận để cho mọi người rõ hơn về cái nhện nhé. Đây là cái mẫu nhện nhé, nhện phíp được lắp vào đôi loa đấy. Cái củ loa này là củ loa 803 này, sản xuất từ năm 1953 này. Phương đã thay một cái nhện phíp vào đây rồi. Đây là đôi loa 46A đó, nhện phíp đã được thay rồi nhé. Và mẫu nhện là Phương sử dụng mẫu này nhé quý vị nhé. Đó. Thì mọi người mới thấy là nghề chơi cũng lắm công phu. Đó. Nhìn qua một chút nhé. Trên cái giá loa này nhiều loa lắm. Và các cái đôi loa trầm thì là luôn luôn Phương đã yêu mến đặt một cái nhện phíp vào. Nhện phíp gân vải. Đấy là hai yếu tố cấu thành đôi loa A7, A5 và những đôi loa càng lớn hơn. Kể cả những cái đôi loa trầm quý vị nhìn thấy trên kia cả. Đó, Phương sẽ zoom vào. Đây. Những đôi loa này quý vị thấy đấy. Đó. Đây là loa bass 80, đường kính 80 phân. Đây là loa Fortec này. Bên cạnh đây là đôi loa 380 của Electrovoice cũng đã được độ nhện phíp nhé. Đương nhiên những đôi loa lớn thì Phương tạm thời là Phương không bán. Phương để Phương mang ngày sẽ dựng những đôi loa theo ý của mình. Đấy. Bây giờ mọi người sẽ xuống tầng dưới để Phương kết thúc cái clip về loa Antech A7 Mini. Vừa rồi mọi người đã lên cái kho loa và được xem cái thiết kế về nhện phíp trên những đôi loa bass của Antech. Và bây giờ trước khi để đóng cái clip này lại thì Phương sẽ mở thử một cái đoạn nhạc Phương sẽ phát bằng điện thoại nhé. Và tất nhiên là nhạc do Phương Phạm thu âm. Bây giờ Phương sẽ phát thử cái đoạn nhạc để mọi người xem. Thì file nhạc Phương đã có vào trong cái điện thoại này. Đây là một trong những cái đĩa CD sắp tới mà Phương phát hành do Phương Phạm thu âm và ca sĩ Bích Ngọc hát này. Bây giờ dùng cái bài này nhé, bài Chìm dưới cơn mưa của Trịnh Công Sơn này.
chẳng hạn, hoặc là cái bài tạm thời như thế. Thì bây giờ Phương xin kết thúc clip tại đây và kính chúc những quý anh em yêu âm nhạc và yêu những đôi loa kèn một sức khỏe, và nếu có một thời gian rảnh rỗi xin mời ghé qua tệ xá của Phương Phạm để nghe những đôi loa kèn và đặc biệt là chiêm ngưỡng đôi loa Antech A7 mini với cái giá cực kỳ kẹo mềm. Xin chào và tạm biệt.